xuống phố Sài Gòn của Lê Hữu Nhân do thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái số báo danh 426 trình diễn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dạo phố trong trang phục chống nắng đầy màu sắc với các họa tiết được vẽ tay ngẫu hứng bởi những người phụ nữ trên phố Sài Gòn. Xuống phố Sài Gòn, inspired by the image of a girl walking down the street in brightly colored sun protection clothing with random hand-painted motifs by women on Saigon streets.